Chị Anna Sinova, nhân viên văn phòng tại New York. Chị thường xuyên mua hàng trực tuyến qua các website của các hãng. Những gì không có thì tìm trên Google. Thế nhưng chị mới phát hiện, những thứ đã tìm nhưng không mua vẫn đeo bám chị suốt một thời gian dài trên giao diện Internet và qua cả các cuộc điện thoại. Tôi nhớ hồi đó bạn của tôi chuẩn bị cưới. Tôi đã vào Google tìm từ váy cưới. Thế rồi vài tuần sau, các quảng cáo về váy cưới cứ đi theo tôi mãi. Và bạn trai tôi đã giật mình khi biết điều đó. Tôi thì không lo lắng lắm, vì tôi không tìm cái gì bất hợp pháp cả. Chị Anna không hề biết ai là người đang theo chân chị trên không gian mạng. Nhưng cách đó gần 200 km tại Philadelphia, anh Brad Trần thì biết rõ. Đang có hàng trăm công ty như nơi anh làm việc, sử dụng một phần mềm chuyên biệt, nắm rõ từng cú click chuột của người dùng. Đối tượng có thể là người dùng cá nhân hoặc là doanh nghiệp. Việc hàng ngày của tôi là vào phần mềm, kiểm tra xem người dùng đang ở giai đoạn nào của quyết định mua. Thông tin được đẩy lên mỗi giây. Thông tin đó sẽ cho tôi biết là họ đang muốn mua món đồ đấy đến mức nào. Nếu anh tìm một thứ tới 10 lần thì có nghĩa là anh đang rất cần. Nếu chỉ có một lần thì có thể là anh đang tò mò mà thôi. Nếu họ tìm tới 10 lần thì tôi sẽ tìm cách để tiếp cận họ qua email hay qua điện thoại. Nếu họ mua, tôi giới thiệu họ tới công ty bán. Một câu chuyện khác ở New York. Sau gần 3 năm triển khai, thành phố này gần như đã hoàn thiện việc lắp đặt 7.500 cột phát Wi-Fi miễn phí, thay thế cho các kiosk điện thoại công cộng cũ kỹ. Nó không chỉ cung cấp Wi-Fi, còn có gọi điện, lướt web, tra cứu bản đồ và gọi cứu hộ miễn phí. Việc duy nhất người ta phải làm là dùng email cá nhân để đăng nhập. Tôi làm việc gần đây, giờ thì có thể đăng nhập thoải mái mà không phải đi đâu. Tôi nghĩ đây là ý tưởng rất hữu ích. Anh Jeffrey hay bất cứ người dân New York nào có thể chưa biết rằng khi đăng nhập vào hệ thống, công ty cung cấp dịch vụ có thông tin về độ tuổi, nghề nghiệp và thói quen lướt web trên phố của anh. Các dữ liệu này sau đó được bán cho các công ty quảng cáo. Phần doanh thu có được từ quảng cáo sẽ được chia theo tỷ lệ 50% cho thành phố và 50% cho các bên đối tác. Chúng tôi đảm bảo an toàn cho người sử dụng và không có thêm quảng cáo trên màn hình các thiết bị. Các công ty như của anh Brad hàng năm có thể thu về khoản tiền tương đương vài trăm tỷ đồng từ các đơn hàng mà khách quyết định mua. Còn quảng cáo từ hệ thống Link NYC thì đang mang về cho thành phố New York khoản doanh thu tương đương 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Người Mỹ có câu không có bữa trưa nào là miễn phí. Câu nói này dường như cũng đúng với các hãng công nghệ. Tuy nhiên trong xã hội mà mọi hoạt động đều cần dùng đến công nghệ như hiện nay thì người tiêu dùng có rất ít cách để bảo vệ thông tin của mình. Đó là thận trọng với mọi thông tin và hoạt động trên không gian mạng hoặc là sống tách biệt đối với thế giới công nghệ. Lê Tuyển, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.